đoàn tin theo cùng gió. Khăn còn đây đợi người. Zuka là đi và hát. Nghệ sĩ Zuka là bạn của mây gió, núi, sông, lãng du với đất trời. Chuyến Zuka đầu tiên này, chúng tôi đến với Suối Mu, một vùng đất xinh đẹp thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trẻ em ở đây có một cái trò chơi mà tất cả các bạn đều rất là yêu thích. Đấy là trò nhảy thác. Mặt trái của cái việc chơi những trò vận động như thế này đấy là đôi khi có thể có những cái sự nguy hiểm nó tiềm ẩn. Zuka đi và hát, cuộc chơi không chỉ của âm nhạc mà còn là cuộc chơi của những chiếc xe. Xe không chỉ là phương tiện, xe là bạn, là tinh thần, là cá tính, là đam mê. Và mỗi cuộc Zuka, Thái Thùy Linh sẽ giới thiệu tới các bạn những chiếc xe mang tâm hồn và phong cách riêng của những người bạn mê xe, mê hát, mê chơi. Ôi, chuồn chuồn kìa, đúng là chuồn chuồn miền núi cũng khác. Wow. Lời anh Hào Thời Đại, đây là cái con đường mà ngày xưa cách đây chắc cũng khoảng hơn 10 năm thì các anh em trong câu lạc bộ ô tô địa hình Hà Nội vượt qua cái thử thách này. Và lúc đấy thì đường nó còn khó đi hơn bây giờ rất nhiều lần. Chúng tôi đang lái xe trên cái gọi là bãi bùi của Hòa Bình. Và bên cạnh tôi bây giờ là chị Diệu Cơ, nữ chủ nhân của xe Bantam. Mình mua cái xe này được gần 10 năm rồi. Gần 10 năm, rất là trung thủy. Và có ý định đổi xe khác không? Mình thì mình thích đồ cổ. Mình thích những cái gì cổ bởi vì mình thấy là những cái xe mới bây giờ cái đường nét của nó không thể mềm mại, nó không quyến rũ như cái xe cổ được. Mình nghĩ rằng là mình có duyên với nó ngay từ đầu. Và mình cũng rất muốn rời nó. Lúc nãy khi mà chúng tôi đi vào một cái con đường rất là gập ghềnh, rất là đúng là cái địa hình nó khá phức tạp, thì nhìn cái cách điều khiển cái xe này thì tôi thấy là phải nói là những người mà chơi được cái xe này là cũng không phải dạng vừa đâu. Nếu mà chơi xe mà đam mê xe cổ hoặc là đam mê những cái dòng xe cơ bắp để off-road chẳng hạn thì nó rất là vất vả. Xe này xuyên Việt cũng rất là nhiều lần. Mỗi lần mình đi đường thường thì đương nhiên là mình cũng phải bịt kín như ninja rồi. Thế mưa là nào? Mưa thì mà có mưa. À, mà có mưa của xe. Đúng. Khi mà mời chị Diệu Cơ tham gia vào cái hành trình đi và hát này thì Linh hơi lo ngại với cái hành trình là cái quãng đường 150 cây. Thế nhưng mà sau khi được biết là chị đã từng lái cái xe này đi xuyên Việt 2 tháng thì Linh rất là yên tâm. Và hôm nay là lần đầu tiên được ngồi lên một cái xe và rất là thú vị và cảm giác rất là sảng khoái. Trời sinh vôi, trời không sinh cỏ. Thượng đế buồn, thượng đế bỏ đi. Trời sinh vôi, trời không còn cỏ. Trái đất nghèo, bồng bế đàn con. Ô hô, trái đất nghèo. Thượng đế buồn. Tình chắc không, tình yêu vui nhỉ. Đứa bé nghèo ngồi mút bàn tay. Tình chắc không, tình yêu vui nhỉ.
hạnh phúc nghèo hạnh phúc bỏ đi. Ô hô, hạnh phúc nghèo đưa bé nghèo. Loài người chém giết, loài người gian dối. Trời sinh voi, trời không sinh cò. Thượng đế buồn, thượng đế bỏ đi. Trời sinh voi, trời không còn cò. Trái đất nghèo bông bế đàn con. Ô hô, trái đất nghèo thượng đế buồn. Tình cho không, tình yêu vui nhì. Đứa bé nghèo ngồi mút bàn tay. Tình chắc không, tình yêu vui nhỉ. Hạnh phúc buồn, hạnh phúc bỏ đi. Ô hô, hạnh phúc nghèo đưa bé nghèo. Và như thế, người đang chết đói hàng trăm triệu người. Và như thế, trẻ em chết đói hàng trăm triệu. Loài người chém giết, loài người gian dối. Thượng đế buồn, thượng đế bỏ đi. Và như thế, người không cơm áo hàng trăm triệu người. Và như thế, trẻ em chết đói hàng trăm triệu người. Loài người chém giết, loài người gian dối. Thượng đế buồn, thượng đế bỏ đi. Thượng đế buồn.